Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con đực xin nha các bạn. Đực xin nè. Bò này là chuẩn nọc luôn nha các bạn. Bò này chuẩn nọc nha. Chân móng hoàn thiện nè, chân móng sau hoàn thiện. Đòn dài sọc luôn các bạn, sái tích nghiêm chỉnh luôn nha. Gù bặt luôn. Đó, cậy đu lớn đu dài các bạn. Giấy đen luôn nha các bạn. Yếm dậu rồi là nghiêm chỉnh hết. Bò này là sái tích nghiêm chỉnh luôn. Chuẩn bò nọc nha các bạn. Con này cao 1m15 bò các bạn. 1m15 bò cứng luôn nha các bạn. 1m15 bò cứng luôn. Yếm dậu rồi nghiêm chỉnh, giấy đen, chân kiền khú. Con này là khú mặt nha các bạn. Con này là khú mặt. Chủ báo giá là 23 triệu nha các bạn. Bò này chuẩn bò nọc nha. Này, xây mặt nè. Quay cho các bạn kỹ luôn. Xây mặt, xây lưng đồ là nghiêm chỉnh hết nha. Chuẩn bò nọc 23 triệu. Đó, các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Lưng nè các bạn. Khú mặt nha. Lưng thẳng nha các bạn chứ không có cong nha. Khú mặt. Giấy đen hôi luôn, đòn dày sọc, chân chân móng hoàn thiện luôn, chân voi xương đóng nha các bạn, chân voi xương đóng nha, gù bặt luôn, yếm dày cui luôn các bạn, chân kiền khú, khung xương chân cũng rất to các bạn, đòn cũng dài, đuôi dài luôn các bạn, 23 triệu. Các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn xài bò nọc xin thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Bò này mình nói là chuẩn nọc luôn các bạn. Đó, hoàn thiện hết tất cả. Chuẩn bò nọc giá 23 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh con đực xin chuẩn nọc này là một lần nữa cho các bạn xem rõ hơn. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Và mình xin báo giá lại con đực xin này thì chủ báo giá là 23 triệu nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video nha các bạn.